Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với Julie. Giao tranh ác liệt ở thành phố Gaza. Giao tranh đường phố lan rộng ở thành phố Gaza khi các chiến sĩ Hamas sử dụng các đường hầm để phục kích lực lượng Israel, trong khi Hoa Kỳ nói rằng người Palestine phải quản lý Gaza sau chiến tranh, mặc dù Israel công bố họ sẽ kiểm soát an ninh vô thời hạn. Quân đội Israel cho biết binh lính Israel tiến vào trung tâm thành phố Gaza, thành lũy chính của Hamas, cũng là thành phố lớn nhất ở dải Gaza, trong khi Hamas công bố chiến sĩ của họ gây tổn thất nặng nề cho phía Israel. Nhánh vũ trang của Hamas hôm thứ Tư công bố đoạn video cho thấy giao tranh ác liệt trên đường phố cùng với những tòa nhà đổ nát ở thành phố Gaza. Xe tăng Israel gặp phải sự phản kháng mạnh từ các chiến sĩ Hamas sử dụng đường hầm dưới mặt đất để phục kích. Israel tấn công Gaza để trả đũa cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas ở miền nam Israel ngày 7 tháng 10, làm cho 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân, và bắt giữ khoảng 240 con tin. Giới chức Palestine cho hay hơn 10.500 người thiệt mạng tính đến thứ Tư, trong đó 40% là trẻ em. Israel cũng công bố 33 quân nhân thiệt mạng. Trong chiến sự Israel-Hamas bước sang tháng thứ nhì, Washington bắt đầu thảo luận với các lãnh đạo Israel và Ả Rập về tương lai không có sự cai trị của Hamas ở dải Gaza. Mặc dù chưa có kế hoạch nào được đưa ra, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát thảo kỳ vọng của Washington cho dải Gaza. Trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm thứ Tư, ông Blinken nói rằng không tái chiếm giữ Gaza sau khi xung đột kết thúc, không phong tỏa hay bao vây Gaza, không thu hẹp vùng lãnh thổ của Gaza. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẽ chịu trách nhiệm an ninh ở Gaza sau chiến sự. Hàng không mẫu hạm Trung Cộng đi qua eo biển Đài Loan. Quân đội Đài Loan cử lực lượng để theo dõi một đội hình hải quân của Trung Cộng mà do hàng không mẫu hạm Sơn Đông dẫn đầu đi qua eo biển Đài Loan. Con tàu Sơn Đông tham gia các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan hồi tháng 4 và trở lại Thái Bình Dương hồi tháng trước. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết rằng đội hình mà do tàu Sơn Đông dẫn đầu tiến vào eo biển Đài Loan chiều thứ Tư, đi theo hướng Bắc nhưng đi bên phía Trung Cộng của đường trung tuyến, ranh giới bán chính thức giữa hai bên. Trung Cộng nói rằng eo biển Đài Loan thì không phải là vùng biển quốc tế, chỉ một mình Trung Cộng có chủ quyền ở đó. Tuyên bố mà bị cả Đài Loan và Hoa Kỳ phản bác. Hoa Kỳ thường xuyên cho chiến hạm đi ngang qua eo biển Đài Loan, gần đây nhất là tuần trước, lúc đó đi cùng một hộ tống hạm của Canada. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết rằng sáng hôm nay thì nhóm hàng không mẫu hạm Trung Cộng tiếp tục đi theo hướng Bắc. Đài Loan đã cử lực lượng phù hợp để theo dõi, nhưng bộ không cho biết thêm chi tiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm thứ Hai thì cho hay Sơn Đông và tàu hải quân khác đến Biển Đông sau khi tập trận đổ bộ tại Thái Bình Dương trong 9 ngày. Tàu Sơn Đông cũng đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 6. New Delhi dự tính làm mưa để đẩy lùi khói mù. New Delhi dự tính làm mưa lần đầu tiên để cải thiện chất lượng không khí ở thành phố, hiện là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới và đã chìm trong khói mù một tuần. Thành phố buộc phải đóng cửa toàn bộ trường học, ngừng hoạt động xây dựng và công bố sẽ áp dụng các quy định đối với sử dụng xe cộ. Tùy theo sự chấp thuận pháp lý và tình hình thời tiết, lãnh đạo môi trường địa phương cho hay nhà chức trách sẽ làm mưa từ khoảng ngày 20 tháng 11. Phẩm chất không khí xấu đi hàng năm trước mùa đông khi không khí lạnh giữ lại chất ô nhiễm từ các nguồn như xe cộ, công nghiệp, bụi xây dựng và đốt rơm rạ. Nếu tình hình thời tiết hiện tại kéo dài, có thể trong tuần này hoặc tuần tới, tình hình ô nhiễm vẫn giữ nguyên. Đề nghị do các chuyên gia soạn thảo về làm mưa sẽ được gửi lên tối cao pháp viện trong ngày thứ Sáu. Ông Rai nói rằng với tình hình hiện tại và nếu nhận được sự ủng hộ từ mọi người, ít nhất New Delhi có thể thực hiện thử nghiệm đầu tiên. Trung Cộng, Malaysia và Indonesia trước đó cũng làm mưa. Cơ quan môi trường của New Delhi cho biết, ngoài dự tính gieo mây, một kỹ thuật sử dụng các chất như bạc, iodine để kích thích mưa, chỉ số phẩm chất không khí ở New Delhi là trên 320 sáng thứ Tư, mức được xem là nguy hại trước khi giảm xuống 294. Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo đóng cửa toàn bộ văn phòng chính quyền và trường học từ hôm nay đến ngày 18 tháng 11 trong kỳ nghỉ mùa đông. Vatican công bố người chuyển giới có thể lãnh nghi thức rửa tội và làm cha mẹ đỡ đầu.
Trả lời câu hỏi từ một giám mục thì Văn phòng Giáo lý Vatican hôm thứ Tư cho biết rằng người chuyển giới có thể làm cha mẹ đỡ đầu tại nghi thức rửa tội, làm chứng tại lễ cưới và nhận nghi thức rửa tội cho chính họ. Tuy nhiên, Bộ Giáo lý Đức tin không trả lời rõ ràng cho câu hỏi liệu rằng một cặp đồng tính có thể xin rửa tội cho đứa con nhận nuôi hoặc đứa con nhờ mang thai hộ hay không. Giám mục Jose Negri của Santo Amaro tại Brazil đã gửi cho Văn phòng Giáo lý 6 câu hỏi hồi tháng 7 về người đồng tính, nam, nữ, lưỡng tính và chuyển giới LGBT và sự tham dự của họ trong bí tích rửa tội và hôn phối. 3 trang câu hỏi và được trả lời và được ký bởi lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin Hồng Y Victor Manuel Fernandez người Argentina và được Đức Giáo hoàng Francis chấp thuận ngày 31 tháng 10. Tài liệu này được đăng trên trang web của Bộ hôm thứ Tư và Đức Giáo hoàng Francis cố gắng làm cho giáo hội cởi mở hơn với cộng đồng LGBT mà không thay đổi giáo lý của giáo hội, như nói rằng yêu thương đồng tính không phải là tội, nhưng quan hệ tình dục đồng tính là phạm tội. Trả lời câu hỏi liệu người chuyển giới có thể nhận nghi thức rửa tội hay không, Văn phòng Giáo lý cho biết họ có thể rửa tội với một số điều kiện và miễn là không gây nên scandal hay mất phương hướng giữa các giáo dân. Văn phòng cho hay rằng người chuyển giới có thể làm cha mẹ đỡ đầu tại nghi thức rửa tội, tùy theo quyết định của linh mục địa phương cũng như làm chứng tại lễ cưới, nhưng linh mục địa phương phải thận trọng trong quyết định của mình. Đoàn di dân 3.000 người chặn xe lộ ở miền Nam Mexico. Khoảng 3.000 di dân từ Trung Mỹ, Venezuela, Cuba và Haiti hôm thứ Tư đã chặn xe cộ trên một trong những xa lộ chính ở miền Nam Mexico để yêu cầu visa quá cảnh hoặc visa xuất cảnh để đến biên giới Hoa Kỳ. Đoàn di dân đi bộ khởi hành từ thành phố Tapachula gần biên giới Guatemala gần ngày 30 tháng 10, đi bộ lên phía Bắc về phía Hoa Kỳ. Đoàn di dân trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, sau đó dừng lại tại Huxla, một thành phố khác ở tiểu bang Chiapas, nơi họ cố gắng xin giấy tờ đi lại tạm thời để đi ngang qua Mexico. Hôm thứ Tư, di dân chặn các chốt kiểm tra xa lộ ở ngoài ô Huxla. Nhà hoạt động Irineo Mujica, một trong những người tổ chức cho biết, việc chặn đường sẽ tiếp tục diễn ra vì di dân lo sợ bọn tội phạm, những kẻ buôn người và tống tiền. Họ có thể trở thành con mồi nếu tiếp tục đi bộ. Nhiều di dân muốn đi xe bus, nhưng thường không thể đi xe bus nếu không có giấy tờ. Di dân Herson Hernandez, người Honduras, đi cùng vợ và 3 đứa con cho hay anh đã hết sạch tiền. Nhà chức trách không đưa ra câu trả lời, họ không cấp giấy tờ cho gia đình anh. Anh muốn đến Hoa Kỳ vì ở đó các con của anh sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Ủy ban giúp người tị nạn của chính phủ Mexico cho biết họ không cấp visa quá cảnh. Đoàn di dân hiện nay nằm trong số đoàn di dân lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Những đoàn di dân hồi năm 2018 và 2019 thu hút sự chú ý lớn hơn. Nhưng với khoảng 10.000 di dân xuất hiện tại biên giới Hoa Kỳ trong những tuần lễ gần đây, đoàn di dân ngày 30 tháng 10 này chỉ là con số nhỏ. Người dân Bolivia trang trí xương sọ trong nghi lễ truyền thống. Người dân Bolivia mới đây đổ đến nghĩa trang La Paz hôm thứ Tư nhân dịp ngày của người chết của họ bằng cách chúc lành cho sọ người được gọi là Natitas. Còn được gọi là ngày của sọ người, nghĩa trang tại La Paz tràn ngập Natitas được trang trí với hoa, kính mát, nón, cigar và cá coca biểu tượng của Bolivia. Người ta tin tưởng rằng tôn vinh người đã mất sẽ mang đến may mắn và sự bảo vệ. Natitas gần như quanh năm ở trong nhà, nhưng một tuần sau lễ cắt thánh, sọ được rước đến nghĩa trang để linh mục rảy nước thánh lên sọ. Truyền thống này được cho là có nguồn gốc từ phong tục Urus Chimbaya, mà trong đó khai quật thi thể của người thân trong dịp kỷ niệm một năm họ qua đời. Giáo hội Công giáo La Mã không tán thành phong tục này. Nhưng khi nghĩa trang từ chối mở cửa cho người dân trong ngày của sọ người cách đây nhiều năm, họ ném đá cửa sổ nhà thờ. Truyền thống và văn hóa của người Aymara, Quechua và các nhóm khác vẫn còn rất mạnh tại Bolivia, nơi mà người bản địa chiếm đa số ở đất nước, là trung tâm của Nam Mỹ. Hòn đảo mới xuất hiện sau khi núi lửa dưới biển phun trào ngoài khơi Nhật Bản. Một núi lửa dưới biển phun trào ngoài khơi Nhật Bản cách đây 3 tuần sinh ra một hòn đảo mới nhỏ xíu, nhưng các chuyên gia cho rằng hòn đảo có thể không tồn tại lâu. Núi lửa dưới biển
cách duyên hải Iwo Jima khoảng 1 km, bắt đầu đợt phun trào mới nhất ngày 21 tháng 10. Trong vòng 10 ngày, tro và đá núi lửa tạo thành đống trên đáy biển nông, với phần chóp nhô lên trên mặt biển. Đến đầu tháng 11, nó trở thành một hòn đảo mới với đường kính khoảng 100 mét và cao hơn mực nước biển khoảng 20 mét. Ông Yuji Usui thuộc cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết hoạt động núi lửa gia tăng gần Iwo Jima và những đợt phun trào tương tự diễn ra trong những năm gần đây. Nhưng sự hình thành một hòn đảo mới là diễn biến đáng chú ý. Ông Usui cho hay hoạt động núi lửa tại địa điểm này sau đó giảm dần và hòn đảo mới hình thành có vẻ thu hẹp vì nền móng của nó dễ dàng bị sóng cuốn trôi. Ông nói rằng các chuyên gia vẫn đang phân tích sự hình thành hòn đảo. Hòn đảo mới có thể tồn tại lâu hơn nếu nó là từ dung nham hay chất bền vững hơn núi đá lửa. Trước đây, núi lửa dưới biển và hoạt động địa chấn từng tạo thành những hòn đảo mới. Năm 2013, đợt phun trào tại Nishinoshima ở Thái Bình Dương phía nam Tokyo dẫn đến hình thành một hòn đảo mới. Cũng năm 2013, một hòn đảo nhỏ nổi lên từ đáy biển sau trận động đất 7.7 độ Richter ở Pakistan. Năm 2015, một hòn đảo mới hình thành sau một tháng phun trào của núi lửa dưới biển ngoài khơi Tonga. Công nhân may mặc Bangladesh tiếp tục biểu tình vì tiền lương. Hàng trăm công nhân ngành may tại Bangladesh hôm nay xung đột với cảnh sát trong ngày thứ nhì khi họ biểu tình phản đối mức tăng lương theo quy định của chính phủ, buộc gần 40 nhà máy phải đóng cửa tại đất nước xuất cảng quần áo lớn thứ nhì của thế giới. Các nhân chứng cho hay rằng người biểu tình ném đá vào cảnh sát và đập phá nhiều nhà máy tại Ghazipur, ngoại ô thủ đô. Công nhân may yêu cầu tăng gấp đôi mức đề nghị của chính phủ. Ông Imran Ahmed, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, tình hình hiện nay đã được kiểm soát và nhà chức trách điều động thêm cảnh sát và binh lính bán quân sự đến Ghazipur và hành lang công nghiệp Asulia ở gần đó. Ngành may mặc là ngành quan trọng trong nền kinh tế Bangladesh, chiếm 16% GDP. Hôm thứ Ba, chính phủ công bố lương tối thiểu hàng tháng sẽ tăng 56.25% lên 12.500 taka, là tương đương 114 đô la, từ ngày 1 tháng 12, lần đầu tiên trong 5 năm qua. Công nhân muốn tăng nhiều hơn. Hôm nay công nhân đình công tại nhiều nhà máy tại Asulia, buộc nhà máy phải đóng cửa. Có một người biểu tình đã nói rằng giá cả tăng vọt, công nhân chỉ yêu cầu mức lương phù hợp. Mọi người sẽ không trở lại làm việc cho đến khi yêu cầu được đáp ứng. Một phụ nữ thiệt mạng hôm thứ Tư khi cảnh sát đã dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán các cuộc biểu tình, trùng hợp với làn sóng biểu tình phản đối chính phủ yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và kêu gọi một cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của chính phủ lâm thời. Lãnh đạo Miến Điện cảnh báo nguy cơ đất nước chia cắt vì bạo lực biên giới. Lãnh đạo Miến Điện cho biết đất nước có nguy cơ chia cắt vì quản lý không hiệu quả tình trạng bạo lực gần đây ở khu vực biên giới với Trung Cộng. Chính quyền quân phiệt Miến Điện đang đối diện thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính 2021, với các cuộc tấn công của lực lượng cách mạng và các nhóm sắc tộc nhắm vào hàng trăm căn cứ của chính quyền ở miền Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và Đông Nam đất nước. Trong cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh, ông Myen Swe, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nhà nước SAC, nói rằng nếu chính quyền không quản lý hiệu quả các sự kiện đang xảy ra ở khu vực biên giới, đất nước sẽ chia cắt thành nhiều phần khác nhau. Chúng ta cần kiểm soát cẩn thận vấn đề này. Đây là thời điểm quan trọng đối với nhà nước. Toàn dân cần ủng hộ quân đội. Ở Đông Bắc, chính quyền quân phiệt mất kiểm soát một số thị trấn biên giới gần Trung Cộng. Trong tuần này, chính quyền Trung Cộng cũng xác nhận người Hoa thương vong vì giao tranh trên biên giới. Có 2 triệu loài thực vật và động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Và các nhà khoa học cho biết rằng khoảng 2 triệu loài thực vật và động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp thế giới. Nghiên cứu do tiến sĩ Axel Hagrid của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Luxembourg dẫn đầu cho thấy rằng số loài có nguy cơ tuyệt chủng là cao hơn gấp đôi so với ước tính trước đây. Phân tích của gần 15.000 loài chiếm khoảng 10% đa dạng sinh học của Âu Châu xác định 1/5 các loài tại Âu Châu là có nguy cơ tuyệt chủng. Danh sách này bao gồm nhiều động vật như cá voi xanh, cá nhám dẹt, chồn Âu Châu và thằn lằn La Gomera.
Trong khi đó có nhiều loại thực vật cũng có nguy cơ tuyệt chủng, từ hoa cúc Asterdes Pyrenees cho đến lãnh sam Tây Ban Nha. Nghiên cứu cho thấy rằng các loài động vật không sinh sống như côn trùng, thân mềm, hai mảnh vỏ và động vật chân đầu có nguy cơ là cao hơn nhiều ước tính trước đây. Và theo tiến sĩ Horkert đã cho biết rằng sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp, trong đó có các đồn điền, hiện nay là đe dọa lớn nhất đối với các loài thực vật và động vật tại Âu Châu. Trong số các loài được đánh giá, có hơn 2.300 loài được xem là có nguy cơ tuyệt chủng theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Trong số này bao gồm 18% loài động vật có xương sống, 24% loài không có xương sống và 27% loài thực vật. Những kết quả này cao hơn gấp đôi so với ước tính trước đây. Nghiên cứu cũng cho hay rằng các loài động vật có xương sống như chim, động vật có vú, cá và bò sát nhận được sự quan tâm bảo tồn cao hơn đáng kể. Ông nói rằng cần thêm nhiều hoạt động để bảo vệ các loài không xương sống. Ba con gấu panda rời Washington lên đường về Hoa Lục. Gấu panda Mỹ Hương, Mei Xiang, Thiêm Thiêm, Tian Tian và tiểu kỳ tích Xiao Qiji rời sở thú quốc gia Smithsonian ở Washington lên đường về Hoa Lục sáng thứ Tư. Ba con gấu panda sẽ khởi hành từ phi trường quốc tế Dulles trong chuyến bay 19 giờ đồng hồ đến thành đô Hoa Lục, kể cả dừng lại tiếp nhiên liệu ở Anchorage, Alaska để chuẩn bị cho chuyến bay. Giới chức sở thú cho gấu panda ăn sáng trước khi đặt chúng vào thùng sau nhiều tuần làm quen với thùng. Sau đó mỗi thùng được đưa lên xe tải. Sở thú Smithsonian cho biết gấu panda sẽ di chuyển với khoảng 100 kg trúc, gần 4 kg bánh quy cho động vật ăn lá, 2 kg bánh quy ít tinh bột, gần 3 kg táo, 2 kg cà rốt, 3 kg khoai lang, 1 kg mía, nửa kg lê và nửa kg bí nấu chín. Chương trình gấu panda của sở thú bắt đầu năm 1972 khi Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai cho Hoa Kỳ mượn hai con gấu panda ngay sau chuyến công du lịch sử của Tổng thống Richard Nixon đến Trung Cộng năm đó. Trung Cộng và Hoa Kỳ phối hợp trong công việc nhân giống và bảo tồn loài gấu có nguy cơ tuyệt chủng này. Sự ra đi của gấu panda đánh dấu kết thúc thỏa thuận 50 năm của sở thú Smithsonian với Trung Cộng. Đầu tuần này, những đám đông lớn tập trung trong cơ hội cuối cùng để xem gấu panda trước khi chúng lên đường. Và đó đã kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa sau vài phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại những tin tức liên quan đến Việt Nam.